Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật căn cước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc sử dụng tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học sẽ bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật. Ngoài ra, vấn việc mở rộng, tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước vừa nhằm hướng đến mục tiêu quản lý nhà nước về căn cước toàn diện hơn, đầy đủ hơn, vừa tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng thông tin cá nhân. Việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo luật chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tên luật căn cước và tên thẻ căn cước như chính phủ trình. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai vào cuối chiều ngày hôm qua. Sau đó, Quốc hội đã thành lập ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Kỳ họp này, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh, trong đó có 2 dân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ tư, 12 dân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai, còn lại 30 dân sự lấy phiếu tín nhiệm lần đầu.